Nhà Bình Chánh tài mãi, mến chào quý anh chị. Hôm nay có anh chủ đang gửi lại bán một cái căn nhà có sân sau để trồng một cái nhãn vườn đầy đủ loại cây trái luôn. Hiện tại là có cây đu đủ luôn. Quý anh chị mình mua về là có cây trái đu đủ ăn luôn nha quý anh chị. Đầy đủ cho anh chị luôn, đu đủ xài bưởi đâu. Cây vú sữa đâu có đầy đủ cho cô chú anh chị mình luôn. Với cái ngôi nhà của mình diện tích là ngang 4, chạy sâu vào tận là 29 mét nha quý anh chị, nằm mặt tiền đường thông tứ hướng luôn, có sân trước để mình đổ ô tô luôn nha quý anh chị, và được xây dựng là một trệt lên một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh cho anh chị mình. Cái căn này anh chủ đang kẹt tiền nên bán với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn, chỉ đúng 2 tỷ 100 triệu thôi, với pháp lý nhà sổ hồng riêng mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày luôn, và được tọa lạc là sát đường Đinh Đức Thiện nói dài, ngay khu nghiệp Cầu Trà. Đi vào căn nhà của mình thì mình đi đâu đó tầm khoảng là 2 đến 5 phút mình đi xe máy nha quý anh chị, gần chợ Bình Chánh luôn. Đó, đây là một cái sân trước rộng rãi thông thoáng vô cùng luôn nè quý anh chị. Và vào mai quý anh chị mình di chuyển ra để mình quan sát sơ cái con đường dẫn vào nhà của mình. Và con đường dẫn vào nhà của mình là con đường bê tông rộng đâu đó tầm khoảng là 5 mét nha anh chị. Cái đường này là xe tải, ô tô 4 chỗ di chuyển ra vô thoải mái luôn. Với thiết kế nhà của mình đó là cái kiểu máy thái hiện đại nha quý anh chị. Đó, đường thông như quý anh chị mình có thể quan sát sơ trên màn hình thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức rồi. Ở đây quý anh chị mình mua về có thể kinh bán kinh doanh mua bán nhỏ lẻ luôn. Và đối diện nhà mình sẽ không có một cái căn nhà nào, vì ở đây là một cái khu người ta trồng rẫy nha quý anh chị, nên ngôi nhà của mình luôn lúc nào cũng mát mẻ hết luôn. Đó, hướng nhà là hướng bắc nữa nha quý anh chị nào đang tìm nhà hướng bắc mà với một cái diện tích cực kỳ là lớn mà giá rẻ thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em để mình có thể về đây khảo sát thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn. Và ở đây á, mình đi chợ trường học đồ đó thì mình đi đâu được trong vòng bán kính khoảng là một cây số thôi là anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn rồi. Và trước khi vào trong căn nhà là bên đơn vị chủ nhà đã làm cho anh chị mình được một lớp cửa bốn cánh sắt sơn tĩnh điện nha. Ở đây có một cái kiểu máy thái nữa nè. Cái sân trước á, thì rộng rãi thông thoáng, mình có thể đổ ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình đổ thoải mái luôn. Ở đây thì anh trồng một số cây xanh nè, tươi xanh ghê luôn quý anh chị. Phía trên thì anh cũng đã be sắt hàng rào xung quanh rồi, ở trên thì anh lọc tôn sáng nên nhà của mình luôn lúc nào cũng sáng luôn. Di chuyển vào trong nữa sẽ cho anh chị mình một lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Và đây sẽ là không gian phòng khách, thì anh chủ nhà có nói với bên đơn vị em sẽ tặng full nội thất cơ bản cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, có một bộ bàn ghế gỗ cao cấp ở khu vực không gian phòng khách luôn. Đó, phòng khách thì rộng rồi, tường rạch thì cũng ốp tặng lên cao rồi, hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ cho cô chú anh chị mình, có một cái bóng đèn chùm ngay chính giữa cực kỳ là sang cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đây á, mà anh chị mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng là hơn 20 phút thôi nha quý anh chị. Đó, gần nhất là ở ngay chợ Bình Chánh mình di chuyển vào thì mình đi đâu đó tầm khoảng 5 đến 7 phút mình đi xe máy. Và đây sẽ là khu vực không gian bếp, thì không gian bếp thì có hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá ba cương, bột inox 304 nè, hệ thống trần cao ráo rất là mát mẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Và căn này đặc biệt sẽ có một cái phòng ngủ ở phía dưới đất cho cô chú anh chị mình nha. Phòng ngủ dưới đất rộng rãi thông thoáng nha quý anh chị, có dây chờ đậm máy lạnh sẵn cho cô chú anh chị mình luôn, rạch thì cũng ốp tặng lên cao rồi đó, cực kỳ là sạch sẽ nha. Cái căn nhà này á thì anh chủ vẫn có lâu lâu di chuyển lên xuống để thăm nhà nha quý anh chị. Căn này thì cực kỳ là rộng rãi và mát mẻ luôn, đứng đây mà gió nó thổi mát dữ dằn luôn nha quý anh chị. Không gian nhà vệ sinh thì đặt ở phía sân sau cho anh chị mình tiện sinh hoạt chung nha. Đó, ra đây thì khúc đầu clip chị Nguyễn cũng có chia sẻ cho anh chị mình rồi đó, nguyên một vườn cây ăn trái cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đây thì nhà kế bên người ta không có trồng cây, người ta rào lại, người ta làm thêm một cái gác lửng nữa vẫn được luôn quý anh chị. Nó thí dụ quý anh chị mình có ở đông á, cái xong mình rào lại giống tay nè, cái mình đổ một cái gác giả đó ra để mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết vào đó vẫn được luôn nha anh chị. Đó, và xem đến đây rồi anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi vay nhiều mẫu nha, giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Bên kênh nhà Bình Chánh tài mãi Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà đúng giá đúng vị trí. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, diện tích sổ sách ra sao em sẽ nói hết trên video cho quý anh chị mình nắm bắt kịp luôn. Với diện tích ngôi nhà này là ngang 4m, chạy sâu vào sẽ là tặng 29m nha quý anh chị, có sân trước để mình đổ ô tô, sân sau để trồng cây ăn trái, quá là tuyệt vời. Và được bán với một mức giá tổng luôn, chỉ đúng 2 tỷ 100 triệu thôi, vẫn còn thương lượng trực tiếp ngay chính chủ nha. Nếu mà quý anh chị mình di chuyển về đây xem mẫu nhà và mình ưng ý cái căn nhà và mình quyết định mua thì em sẽ alo cho anh chủ, sắp sổ qua cho cô chú anh chị mình thương lượng giá trực tiếp luôn nha.
Và giờ mà quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho anh chị mình là hai phòng lớn và một không gian nhà vệ sinh nha. Mình di chuyển xuống đây sẽ là cái một phòng rộng ở cuối dãy nhà luôn. Phòng này mà anh chị mình có đâm thành viên thì mình cũng có thể ngăn ra làm hai phòng luôn nha quý anh chị, có không gian cửa sổ để lấy gió trời, cực kỳ là mát luôn, hệ thống trần ba phòng nha anh chị. Đó. Và kế tiếp nữa sẽ là không gian nhà vệ sinh được đặt ở phía bên ngoài. Ở trong không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt nha. Và qua đây nữa là một cái phòng thứ hai cũng rất là to luôn quý anh chị ơi, phòng rộng rãi thông thoáng vô cùng. Căn nhà mình có rèm cửa đâu đầy đủ hết rồi nha anh chị. Đó, nếu mà anh chị mình muốn xem thực tế cái mẫu nhà ngày hôm nay, nhấc máy lên gọi ngay cho em và số điện thoại trên màn hình nha. Di chuyển ra đây là mình có thể quan sát toàn cảnh hoặc xung quanh luôn. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất rồi anh chị. Đó, chẳng khác gì ở ngay trung tâm thành phố đâu. Ở đây á, đi ra chợ sát bên, ra chợ Trung Thành á, thì mình đi đâu đó tầm khoảng là 3 phút mình di chuyển xe máy thôi. À, ra đường Đinh Đức Thiện nó dài thì gần, đi ra ngoài khoảng 500m à. Đến cây số là ra tới đường Đinh Đức Thiện nó dài rồi quý anh chị. Và giờ mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói là giá luôn. Và nãy giờ anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Căn nhà của mình còn mới đạt đâu đó hết 95% rồi quý anh chị. Anh chủ ở rất là kỹ luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay diện tích là ngang 4m, chiều sâu vào sẽ là tặng 29m nha quý anh chị, và được xây dựng là một trệt một lầu. Đó, có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước để mình đổ ô tô, sân sau để trồng cây ăn trái và lấy gió trời, cực kỳ là mát luôn. Với pháp lý nhà sổ hồng ghi và được bán với mức giá tổng luôn thì đúng 2.100.000 thôi, vẫn còn thương lượng trực tiếp ngay chính chủ nha. Hướng nhà là hướng bắc nha quý anh chị, và căn nhà của mình được tọa lạc là sát đường Đinh Đức Thiện nó dài ngay khu vực Hồ Trào, và mình di chuyển ra chợ Bình Chánh thì mình đi đâu đó tầm khoảng 5 đến 7 phút mình đi xe máy nha quý anh chị. Hướng nhà là hướng bắc, anh chị nào hợp với hướng bắc thì nhấc máy lên gọi ngay cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế cái với mẫu nhà ngày hôm nay nha. Và xem đến đây rồi quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha. Và giờ em xin kết thúc video tại đây.